Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Hiện tại Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Đây là cái nơi có 7 kỳ quan thế giới tại Đức Hòa, Long An. Và đây là khu du lịch sinh thái đầu tiên và duy nhất tại phía Tây Bắc Sài Gòn, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh Lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là 35 km. Và đứng ở vị trí này, chúng ta nhìn sang bên tay bên kia Biển Xanh chỉ thì chính là cái công viên 7 kỳ quan thế giới, khu vực đang nóng nhất và hot nhất của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này. Và hôm nay thì Biển Xanh xin được phép là chia sẻ đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà ống, một trệt, một lầu, đúc thật quý anh chị nhé. Và nhà đã hoàn công đầy đủ. Căn nhà này là hướng Nam, rất là mát luôn quý anh chị. Trong khu này đứng là gió mát lồng lộng luôn quý anh chị nhé. Xa xa trên bầu trời những cánh diều đang bay rất là đẹp luôn đó quý anh chị. Và đây chính là phía bên ngoài của căn nhà ống một trệt một lầu đúc thật. Diện tích đất là ngang 4, dài 10.5, tổng diện tích trên sổ là 42m² và tổng diện tích sử dụng là 84m² quý anh chị nhé. Nhà một trệt một lầu đúc thật, tổng diện tích sử dụng 84m². Căn này là hướng Nam nữa cho nên rất là mát. Nhà mới xây xong vẫn còn thơm mùi vui vữa. Và phía bên ngoài của căn nhà cũng rất là sáng sủa đó quý anh chị. Đây, chúng ta cùng ngắm nhìn một lần phía bên ngoài của căn nhà nhé. Và đặc biệt căn này thì có giá vô cùng là rẻ quý anh chị, bởi vì anh chủ nhà này đang vô cùng là cần tiền, kẹt tiền lắm rồi, và bán với cái giá chỉ có 1,2 tỷ là bao sang tên công chứng trong ngày, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Căn này đã hoàn công xong quý anh chị nhé. Nhà đã hoàn công đầy đủ, và đặc biệt căn này chúng ta mua trong tuần này thì sẽ được tặng một gói nội thất là 20 triệu. Nếu như chúng ta mà không lấy gói nội thất đó thì mình sẽ được trừ trực tiếp vào trong giá bán luôn đó quý anh chị. Tức là 1,2 tỷ mình trừ ra 20 triệu tiền quà tặng đó quý anh chị nhé. Căn nhà này là hướng Nam, như trên màn hình quý anh chị mình thấy phía bên ngoài chủ nhà đã làm cho mình cổng kính, cửa kính cường lực 4 cánh, và phía bên trên là một lầu. Điện nước đầy đủ, nước thì là nước máy, chúng ta mua là chỉ việc dọn vào ở ngay thôi. Căn này rất là tiện lợi cho những gia đình trẻ mà có hai vợ chồng, hai đứa con là sống trong một căn nhà như thế này cũng khá là thoải mái rồi đó quý anh chị. Căn này là đủ tấm thật đó quý anh chị nhé. Và cái tường nhà cũng được anh lát cái gạch men lên rất là cao luôn đó quý anh chị. Cái này là phải là hơn 2 mét đó quý anh chị, rất là cao. Lát gạch cao như thế này thì nhìn cái nhà nó rất là sạch sẽ. Phía ngoài là khu vực của phòng khách đó quý anh chị nhé. Trong cái khu Cát Tường Phú Sinh bây giờ chúng ta tìm những căn nhà 1,2 tỷ rất là hiếm luôn đó quý anh chị. Còn sót lại có một căn này thôi. Căn này là do anh chủ mới xây xong cho nên là bán giá rẻ, và do cũng đang cần tiền cho nên mới ra một cái giá rẻ, hạ giá để chúng ta mua nhanh trong tháng này quý anh chị nhé. Quý anh chị xem nhà và đặt cọc luôn thì sẽ được tặng ngay một gói quà tặng nội thất, đó là 20 triệu đồng. Nếu như mà chúng ta không cần cái gói quà tặng đó thì mình sẽ được trừ trực tiếp vào trong giá bán đó quý anh chị. 1 tỷ 2 trừ ra 20 triệu tiền quà tặng cho chúng ta. Nhà mới xây rất là sạch sẽ luôn quý anh chị nhé. Mình cùng đi lên trên lầu để tham quan tiếp căn nhà này. Một trệt một lầu đúc thật, tổng diện tích sử dụng là 84m², và đặc biệt căn này đã hoàn công xong, hoàn công đầy đủ cho mình hết rồi. Do đó chúng ta mua căn này sau này mình có kẹt vốn cần tiền mà có muốn vay ngân hàng thì mình cũng vay được cái giá trị nó khá là cao quý anh chị nhé. Biển Xanh cũng có hỗ trợ cho mình vay ngân hàng luôn, giới thiệu hỗ trợ cho mình vay ngân hàng. Do đó quý anh chị nào muốn vay ngân hàng thì cũng cứ liên hệ với Biển Xanh, Biển Xanh sẽ giới thiệu để chúng ta vay ngân hàng quý anh chị nhé. Đây, WC nhà tắm cũng vô cùng là sạch sẽ, cao ráo luôn đó quý anh chị nhé. Điện nước đầy đủ, chúng ta mua thì chỉ việc là dọn vào ở ngay. Nhà vừa mới xây xong. Đây.
Trên lầu chúng ta có hai phòng ngủ, một phòng làm việc và một WC cùng với ban công đó quý anh chị nhé. Thiết kế của căn nhà này cũng khá là đẹp và cái chủ thầu này người ta xây dựng cũng rất là có uy tín, chất lượng cao. Do đó chúng ta mua được cái căn nhà này để mà ở thì cũng khá là an tâm. Đây, cái phòng này chúng ta có thể là làm phòng làm việc hoặc là làm phòng thờ, tùy vào cái nhu cầu mục đích sử dụng của chúng ta quý anh chị nhé. Còn phía ngoài này là khu vực ban công, mở cái cửa ra vô cùng là mát quý anh chị. Xa xa là những dãy nhà phố cũng khá là đẹp luôn. Và khu vực này thì nhà người ta đã ở, dân người ta đã ở khá là đông rồi. Do đó quý anh chị vào đây để mà sinh sống an cư lập nghiệp thì chúng ta cũng sẽ rất là vui. Những người hàng xóm ở đây cũng vô cùng là hòa đồng và thân thiện quý anh chị nhé. Một trệt một lầu đúc thật, tổng diện tích đất trên sổ là 42m² và tổng diện tích sử dụng là 84m². Nhà đã hoàn công đầy đủ, giá thì vô cùng là rẻ, chỉ có 1,2 tỷ là bao sang tên công chứng trong ngày. Quý anh chị còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên, kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị mình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị nhanh tay sở hữu ngay căn nhà một trệt một lầu đúc thật vừa mới xây xong này quý anh chị nhé. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, vấn đề sổ sách quý anh chị mình không phải lo ngại gì hết, chúng ta hoàn toàn là an tâm, mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau sang tên công chứng ngay, sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của pháp luật. Quý anh chị xem được clip này của Biển Xanh còn không nhanh, còn chần chừ gì mà không nhanh tay nhấc máy, kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình để quý anh chị sở hữu ngay cái căn nhà này quý anh chị nhé. Đây. Diện tích là 4 x 10.5, tổng diện tích đất là 42m² và tổng diện tích sử dụng cho một trệt một lầu là 84m², bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà tắm, hai phòng ngủ, một phòng làm việc và ban công. Phía trước thì chúng ta có một cái sân để ô tô vô cùng là rộng đó quý anh chị. Đây, phía trước của mình, cái diện tích khuôn viên chúng ta sử dụng này rất là rộng rãi quý anh chị nhé. Hướng nam nữa cho nên rất là mát, pháp lý rõ ràng, chúng ta mua là hoàn toàn an tâm, điện nước đầy đủ, nhà mới tinh 100% luôn, còn đang thơm mùi sơn. Căn này 1 tỷ 2 mua được đó quý anh chị. Bởi vì trong cái khu này bây giờ những căn nhà một trệt một lầu và có cái diện tích như thế này thì không còn giá này đâu quý anh chị. Bây giờ chúng ta chạy và tìm khắp Phú Sinh này thì cũng không còn những căn nhà nào mà có cái giá rẻ như thế này đâu. Và nhà này thì nhà vừa mới xây xong, do anh chủ này cũng đang khá cần tiền cho cái công việc kinh doanh của anh, cho nên là anh mới hạ giá bán 1,2 tỷ và còn tặng cho chúng ta một gói nội thất để mình sử dụng. Còn nếu như chúng ta mà không lấy cái gói quà tặng đó thì mình sẽ được trừ trực tiếp vào trong giá bán. Đặc biệt thì căn nhà này nó là hướng nam. Hướng nam là một trong những hướng rất là mát. Đứng trước ở căn nhà mà Biển Xanh cảm thấy khá là mát luôn, gió lồng lộng luôn. Và cái phía trước mình thì có cái sân, nó rất là rộng luôn cho con em chúng ta vui chơi, cũng như là mình có thể đậu xe hoặc là những anh chị nào mà mình có thể là chiều chiều cà phê hay là ăn nhậu ở trước cái sân này thì còn gì bằng. Rất là tuyệt vời phải không quý anh chị? Quý anh chị và các bạn hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Căn nhà này đồng hồ nước riêng, đồng hồ điện riêng hết rồi. Và điện thì là điện của nhà nước đó quý anh chị. Cát tường Phú Sinh, khu dân cư hạnh phúc, nơi cuộc sống tốt đẹp hơn. Không khí thì trong lành, không khói bụi, không ồn ào cũng như không kẹt xe, không ngập nước luôn quý anh chị. Một cuộc sống ở trong khu này thì cái sức khỏe vô cùng là được cải thiện, bởi vì chúng ta sống ở một nơi mà an lành, yên lành, yên tĩnh như thế này và không khí thì lại không có sự ô nhiễm thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái, tâm trạng vui vẻ.
Mỗi sớm mai thức dậy thì hít không bầu không khí trong lành ở trong khu này thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng là yêu đời hơn. Biển Xanh xin kính chúc cho tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui cũng như là luôn luôn có những cái yếu tố may mắn trong cuộc sống. Và quý anh chị hãy nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh và nhấn vào cái chuông bên phải màn hình để theo dõi những cái sản phẩm bất động sản Biển Xanh đưa tin liên tục mỗi ngày để chúng ta có cơ hội đầu tư sinh lời cũng như là an cư lập nghiệp. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được tạm dừng cái video này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.